Hello, xin chào tất cả các bác nhé. Hôm nay em mới nhập một kiện áo da hàng Nhật nhé các bác nhé, hàng Nhật nên em sẽ test kiện cho các bác luôn. Hàng đầu năm kiện đầu tiên áo da. Đấy. Đây là kiện áo da Nhật các bác nhé, áo da Nhật em mới nhập về. Và giờ em sẽ quay video test kiện cho các bác luôn, khui kiện. Áo này thì các bác nào muốn mua áo da thì có thể xem video tối nay các bác nhé. Xem video tối nay em sẽ lên cắt tả đi. Cái này đặt ở đây này. Nó vàng rồi nhau. Không, đặt ở đây này đó. Đặt đây á. Ở trên đây này trời. Cái này nó cực kỳ cứng. Đây các bác, em sẽ quay cắt từng tí một khui kiện các bác xem nhé. Đây ạ, kiện em vừa bóc tem ra. Con này là kiện áo da Nhật các bác nhé, kiện áo da Nhật. Đó, em sẽ báo giá chi tiết đấy, từng con một cho các bác coi luôn nhé. Có những con sơ mi, cột trụ, áo bomber. Đó, em sẽ lên size trực tiếp cho các bác coi luôn. Rồi ok, xin chào tất cả các bác nhé. Em quay chỉ quay giới thiệu các bác là em test kiện vậy thôi. Đó, các bác có gì theo dõi trên kênh em tối nay nhé. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác tối nay ạ.